Muốn học nối mi tại Hàn Ni thì không nên bỏ qua quyền lợi này. Mà em sợ là em trong cái giai đoạn mà nhiều bài thi quá em quên cái kiến thức đó, thì em có thể nào quay lại em học nối được không chị? Được. Tại vì bên chị là đó là một cái quyền lợi mà chị nghĩ là nó rất có lợi cho học viên. Đó là bảo hành trọn đời. Nó không chỉ bảo hành cho tới khi em học xong khóa học, mà bảo hành cho tới khi mà có những công nghệ mới em vẫn được update miễn phí. Tại vì đây là một cái quyền lợi mà chị nghĩ là cái người làm đẹp nào nó cũng cần hết. Vì một khi mà mình đã vào cái nghề làm đẹp này rồi á, thì đừng tự cho bản thân mình gọi là bị quê, bị lỗi mốt đó. Nên là chị luôn luôn tạo điều kiện cho học viên nếu học chưa xong có thể quay lại học. Thậm chí có nhiều người mà người ta học với chị từ lúc mà chị mới ra dạy nghề tới giờ, mà khi mà người ta đi qua nước ngoài rồi bây giờ mấy năm sau người ta quay trở lại, người ta thăm gia đình, người ta vẫn có thể học được mà không đóng thêm chi phí nào hết đó. Rồi hoặc là những người đó người ta học xong người ta làm nghề luôn rồi, nhưng mà hiện tại My á, bây giờ nó có nhiều công nghệ mới thì người ta vẫn học lại thôi.